Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một máy chủ trên cái mạng xã hội Discord. Vâng thưa quý vị, Discord là một mạng xã hội rất phổ biến và thông dụng không chỉ trong game thủ mà trong thị trường crypto, các sàn giao dịch cũng rất hay sử dụng cái mạng xã hội Discord để thông báo quản lý đội nhóm. Thì ở những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị cài đặt đăng ký tài khoản trên cái mạng xã hội Discord. Ở đây tôi sử dụng cái phiên bản trên hệ điều hành Windows. Quý vị sử dụng phiên bản trên hệ điều hành điện thoại mobile thì quý vị cũng thao tác tương tự y như thế này. Rồi, thì cái bước thứ nhất là quý vị hãy để ý đến cái biểu tượng setting đó ở phía bên dưới này. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái chế độ tiếng Việt để quý vị tiện theo dõi. Tiếng Việt này. Đó. Tôi tắt đi này. Rồi, đã hiển thị tiếng Việt. Thì để tạo một cái máy chủ, quý vị chọn vào cái dấu cộng ở cái cột ngoài cùng phía bên tay trái màn hình là thêm máy chủ. Rồi, thì ở dưới này là danh sách quý vị có thể tạo theo cái mẫu. Đó, theo chủ đề, theo mẫu. Ở đây tôi sẽ tạo một cái mẫu riêng đi. Đó, tạo mẫu riêng. Rồi, quý vị có thể lựa chọn dành cho tôi và bạn bè hoặc dành cho một câu lạc bộ hoặc cộng đồng để có thể được. Rồi, cái ô này tôi sẽ đặt tên của máy chủ. Tôi sẽ đặt là máy 1. Và ở đây tôi sẽ upload luôn cái ảnh vào. Đó, chọn tạo. Ok, vậy là cái máy chủ đã được tạo thành công. Việc đầu tiên là quý vị mời bạn bè vào. Đó, mời bạn bè vào. Việc thứ hai, quý vị có thể cài đặt một số cái biểu tượng cho cái máy chủ của quý vị. Việc thứ ba là quý vị có thể gửi tin nhắn thông báo để mọi người cùng nhau thảo luận trong cái group máy chủ của quý vị. Đó. Rồi, thì quý vị để ý ở đây có cái dấu V này. Đó. Thì đây là toàn bộ các cài đặt cho cái máy chủ mà quý vị vừa tạo. Đó, ở đây là mời mọi người này, cài đặt máy chủ đây. Đó, cài đặt máy chủ. Ở đây quý vị có thể thay đổi ảnh đại diện của cái máy chủ. Hoặc quý vị cũng có thể thay đổi lại cái tên máy chủ. Đó. Vì ở đây tất cả nó là tiếng Việt rồi, nên tôi sẽ không đi sâu vào cái này. Đó, quý vị tạo và cài đặt như thế nào là theo cái nhóm hoạt động của quý vị. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Tôi sẽ vào lại cái phần cài đặt máy chủ riêng. Đó, bây giờ quý vị có thể tạo kênh này, tạo thư mục này. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái kênh đi. Ở đây có hai loại kênh, là kênh bằng văn bản hoặc kênh là bằng thoại. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo một kênh văn bản chẳng hạn. Ví dụ tôi đặt là nhóm chat công khai. Đó, chọn xong tạo kênh. Còn quý vị muốn tạo cái kênh riêng thì quý vị bật cái chế độ kênh riêng này lên. Đó, vì đây tôi để công khai nên tôi sẽ không bật. Rồi, tạo kênh này. Đó, đã tạo cái kênh nhóm chat công khai này. Rồi, tạo thư mục. Thì ở đây quý vị cũng có thể tạo một cái thư mục. Đây, tôi sẽ chọn một cái thư mục là kênh của tôi đi. Kênh máy 1 đi. Rồi, chọn tạo thư mục. Đó, thì nó sẽ ra cái thư mục dưới này. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi tạo danh mục đi. Tạo danh mục này.
Đây là tôi để là chat chung vậy. Chat chung. Đó. Tôi cũng sẽ để chế độ công khai. Đó. Thì tất cả nó ở trong cái phần này. Quý vị muốn tạo bao nhiêu thư mục, những cái thông báo, nhóm riêng, nhóm chung đều có thể được và theo ý thích của quý vị. Rồi tạo sự kiện này, đó rất nhiều. Rồi cài đặt thông báo này, cài đặt bảo mật. Đó. Rồi thì để xóa cái máy chủ. Đây, tôi sẽ vào phần cài đặt. Tôi sẽ xóa nó đi. Bởi vì tôi không dùng nữa nên tôi sẽ xóa. Ok. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.